Thưa quý vị, chương trình truyền hình chủ nhật 16 tháng 12 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đức Mô tô cảnh sát tập 10, 6 giờ phim hoạt hình phim Bô, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nhịp cầu vàng, 7 giờ 40 phút kịch thiếu nhi những chiếc nón dễ thương, 8 giờ 10 phút qua hướng dương, 8 giờ 30 phút tạp chí văn nghệ, 11 giờ nào ta cùng hát, 12 giờ thời trang và cuộc sống, 12 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần, 13 giờ 15 phút thế giới chưa nhộn, 14 giờ kiến thức tiêu dùng sản phẩm chăm sóc làn môi, 14 giờ 30 phút kiến thức dinh dưỡng mụn tuổi dậy thì, 14 giờ 50 phút gia đình A cộng, 15 giờ 10 phút khoa học phát triển đến với những ước mơ, 15 giờ 30 phút xây dựng thương hiệu mạnh, thương hiệu và tính chuyên biệt, 16 giờ chào tuổi Tin, 16 giờ 50 phút quả táo đỏ, 17 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hoàng đế Vĩnh Lạc tập 23 và 24, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ tình yêu của mẹ, 19 giờ 30 phút chinh phục thời gian, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chương trình siêu thị may mắn, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 20 phút khám phá, 21 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam KTX tập 12, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hồng Kông thế hệ anh hùng, tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.